Và theo như Trúc Giang được biết thì ngành du lịch khách sạn, khi mà theo học ngành này các bạn sẽ được thực tập hưởng lương trong quá trình các bạn học tập. Như vậy thì ngài Đinh Khang Sattler có thể chia sẻ thêm cái thông tin về chương trình thực tập hưởng lương này tại trường QRC ạ. Một trong những lợi thế của chương trình học tại QRC là thời gian thực tập 9 tháng có hưởng lương. Tại New Zealand, sinh viên có thể làm việc 20 giờ một tuần. Tuy nhiên, theo chương trình thực tập của trường, thì sinh viên sẽ thực tập làm việc toàn thời gian có hưởng lương. Trong thời gian thực tập này, sinh viên sẽ thực hành các kỹ năng đã học của mình. Đây là cơ hội để sinh viên gặp những nhà tuyển dụng để mở rộng mối quan hệ và đã có nhiều sinh viên đã đi làm thực sự sau khi tốt nghiệp. Đây cũng là cơ hội để sinh viên có thu nhập. Số tiền lương tối thiểu được trả tại New Zealand là 13,5 đô la New Zealand một giờ. Nhưng hầu hết sinh viên của chúng tôi được trả lương từ 14 tới 16 đô la New Zealand một giờ. Trong thời gian thực tập này, sinh viên sẽ làm việc tối thiểu là 1.000 giờ, nghĩa là sinh viên sẽ nhận được 14.000 đến 16.000 đô la New Zealand trong 9 tháng. Số tiền này sẽ giúp họ chi trả các chi phí sinh hoạt và rõ ràng là sinh viên cũng có thể tiết kiệm số tiền này để trả phí. Tôi muốn nhắc lại là học tập tại Queenstown, thủ đô về dịch vụ khách hàng, sinh viên có thể tìm việc làm thêm bán thời gian trong thời gian đang đi học. Nói chung là sinh viên có thể kiếm được tới 30.000 đô la New Zealand trong 3 năm học. Chuyện này có thể được xem là đặc trưng của New Zealand. Đây là cơ hội rất tốt để các bậc phụ huynh không phải chi trả nhiều tiền cho con em mình đi học tại New Zealand. Đó là những cái lợi của chương trình thực tập tại New Zealand. Chúng tôi quan tâm nhiều đến việc chuẩn bị cho chương trình thực tập dành cho sinh viên. Toàn bộ 100% sinh viên của chúng tôi hoàn thành tốt chương trình thực tập của họ. Và phần lớn sinh viên đều tìm được việc làm trong lĩnh vực đã học sau khi tốt nghiệp, như tôi đã nói ở trên là 86%. Đó là vì số còn lại thì thích nghỉ ngơi trong thời gian rảnh rỗi. Sinh viên nào muốn làm việc đều tìm được việc làm. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.